Nghe nào bạn Hiền ơi, thì đi quay để biết thêm mấy cái món ăn ngon rồi sẵn nấu cho mấy bạn với lại vợ con nhà ăn đó mà. Sao có chuyện gì không? Gọi là thấy nghi lắm đó nha. Heo quay hả? Trời ơi, heo quay thì tôi thấy bây giờ ăn bánh mì hay là bánh hỏi cơm mà cũng ngon mà. Chứ tôi cũng đâu có rành về mấy cái món heo quay mà biết nấu gì đâu. Muốn heo quay mà lạ hả? Rồi rồi rồi, thôi được rồi. Để đã sẵn nổi tiếng khắp cái tổ của mình rồi, bây giờ nổi tiếng luôn khắp khu phố luôn nè. Để tôi tới tôi hỏi đầu bếp Nhi Nguyễn coi. Đó, coi có cái món nào mà liên quan tới heo quay mà lạ lạ không. Tôi học rồi về tôi nấu cho gia đình ông nha. Rồi sẵn tôi chỉ cho ông luôn. Xin chào tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 trưa thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Nhờ tham gia chương trình Món Ngon Cuối Tuần mà bây giờ em biết không, anh nổi tiếng nguyên khu phố anh luôn. Chà, nổi tiếng về điều gì anh? Nấu nổi ăn nổi tiếng về sự nấu ăn, tại người ta coi đó. Rồi thấy anh chỗ tài đồ, tưởng đâu hay lắm. Bây giờ bạn anh qua nhờ anh nấu giùm luôn mà. Bây giờ là anh phải đi qua làm đầu bếp nấu cho nhà nó luôn. Có giá dữ. Trời ơi. Mà bạn anh đã nói nha, là nó muốn làm cái món heo quay mà lạ lạ. Heo quay lạ lạ. Tại vì vợ nó với lại con nó thích ăn heo quay lắm. À. Mà hồi nào giờ là heo quay là mình xào cải chua nè. Mình ăn bánh mì nè, ăn bánh hỏi nè, rồi hết rồi đó. Vậy hôm nay em sẽ chỉ cho anh món heo quay kho xá xị. Heo quay kho xá xị hả? À. Ủa có liên quan gì đâu ta? Xá xị là nước ngọt, heo quay là món mặn mà. Thì đó, nghĩ kỳ mà mình làm không kỳ, người ta mới sợ mình chứ người ta mới thấy mình hay hơn. À, được không? Được chứ. Vậy thì giúp anh đi. Ok, thì bây giờ em sẽ chỉ anh cũng như là quý khán giả đang theo dõi trên truyền hình món heo quay kho xá xị. À. Dạ rồi. Để làm món ăn này á là mình cần có những cái nguyên liệu tạo hương thơm như là thảo quả, quế, hồi, gừng, ớt khô. Tiếp theo là hành lá, nè, hành tím, tỏi, nước tương hắc xì dầu. Ở đây em dùng là trứng cút để được chiên sơ sẵn cho cái lớp ở ngoài nó giòn dai hơn. Một chút rượu và không thể thiếu đó là heo quay và xá xị. Giờ thì để bắt đầu món ăn này á, thì em sẽ dùng một hôm nay anh thấy là em sẽ dùng một cái chảo để em kho thịt thì mình hay dùng cái nồi để kho lâu mà, nhưng mà vì phần heo quay của mình á là nó đã được chín rồi, quay trong thời gian lâu rồi, nên nếu mà mình kho lâu nhiều hơn một chút nữa thì nó lại sẽ bị mềm rụt đi cái phần thịt, nên mình sẽ chỉ kho vừa vừa thôi. Rồi sau khi phần hành tỏi đã được xào thơm, anh cho vô đây giùm em thêm gừng nè. Đó. Và hành. Ủa? Hành mình để nguyên một bó vậy hay mình không có cần sắc ra em? Dạ vì mình kho anh, cho nên là mình để nguyên giùm em. Thì khi cái phần này nó đã vàng thơm, anh sẽ cho heo quay vô thật là nhanh tay luôn. Rồi em sẽ bắt đầu là cho luôn những cái nguyên liệu thơm này là để mình tao chung với lại thịt heo luôn. Thì cái món heo này đó anh, ngoại trừ là cái yêu cầu của anh là mình phải ăn chung với cơm nha, là anh có thể ăn chung được với bún nữa này, hoặc là anh biết cái bánh bao mình gọi là màn thầu mà không có cái nhân á, mình ăn bánh bao không kèm với món này cũng rất là ngon. Khi mà thịt heo nó bắt đầu xanh vàng á, em sẽ cho một chút rượu vô. Thơm à, thơm. Thơm. Có rượu vào là nó thơm. Dạ, sau đó là mình sẽ dùng cái nước xá xị này để mình cho vô mình. Trời lạ, làm cái món này. Giờ anh đâu có biết mà xá xị mình có thể kho được với heo quay đâu. Dạ. À, mà xá xị là nước ngọt mà. Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ tới cái đó đâu. Xong mình sẽ cho trứng vô kho chung luôn. Và mình sẽ cho vô đây một chút ít cái hắc xì dầu. Thì hắc xì dầu này cái màu của nó rất là đậm, nó sẽ giúp cái món ăn của mình có cái màu sắc đậm đà mà lôi cuốn hơn. Trong cái phần xá xị anh nó có cái ga. Thì cái ga này nó sẽ giúp cái món ăn của mình nhanh mềm hơn. Vì vậy cho nên là đây cũng là một trong những lý do mà em sử dụng cái chảo để nấu cái món này thật là nhanh. Vì cái phần xá xị á nó đã ngọt rồi, cho nên là mình đừng có nêm nếm đường vô đây. Thì heo quay nó cũng đã mặn sẵn luôn.
cái nước tương hồi nãy mình cho vô cũng mặc sẵn luôn. Nếu như mà không có đủ cái độ đậm đà anh thích thì anh có thể gia tăng thêm nước tương hay không thêm muối cũng không thêm đường. Mình kho như vậy là trong khoảng bao lâu thì vừa em? Khi mà nó sôi lên anh để lửa nhỏ liu liu lại giùm em, và mình kho cái nồi này trong khoảng 30 phút là nó sẽ dùng được với cơm rồi đó. Mình cứ để liu riu trong vòng 30 phút. Dạ. Yeah. Với hương vị thơm ngon, tin chắc rằng món ăn này sẽ chinh phục được những vị khách khó tính nhất. Món ăn heo quay xá xị không chỉ giúp cho những bữa cơm cuối tuần thêm phong phú, mà còn là lựa chọn mới lạ khi đưa vào thực đơn đãi tiệc. Hãy thử trổ tài và mời người thân, bạn bè, khách quý món ngon này trong dịp cuối tuần quý vị nhé. Ôi, trời ơi, hấp dẫn quá Nhi ơi. Bình thường mà khi mà heo quay đã quay xong rồi đó, mình chỉ cần chặt ra ha, mình chấm miếng nước tương, tỏi ớt mà cay thì cay, là mình ăn với lại bánh mì nè, mình ăn với lại bánh hỏi hoặc là cơm trắng là nó đã đủ ngon lắm rồi. Mà ngày hôm nay á, qua cái bàn tay chế biến của Nhi là Nhi thêm thắt vào đó là xá xị nè, quế nè, rồi có thêm một chút trứng cút chiên nữa. Dạ. Anh đang rất là háo hức, anh muốn thử xem cái vị của nó như thế nào. Dạ. Mời anh, mời anh. Dùng liền ngay cho nóng. Làm miếng cơm nữa nè. Từ từ cảm nhận. Trời, em thấy đó bụng lay rồi đó nha. Anh thấy sao rồi? Thấy rất là ngon. Khi mà em chọn miếng heo quay, anh nhìn em chế biến món heo quay anh đã ưng ý rồi. Tại vì cái lớp mỡ với lại lớp nạc của nó rất là vừa, thấm nè, lớp da hơi dai dai, kèm vào đó là một chút hương quế, hương xá xị, tất cả nó hòa quyện vào nhau rất là ngon luôn. Trời ơi, món này anh đảm bảo với em là đưa cơm cực kỳ. Dạ, vậy coi như là phù hợp với tiêu chí đưa cơm. Gia đình cùng ngồi quay quần để ăn đúng không anh? Mai mốt mà anh nấu cái món này cho bạn anh ăn, nhiều khi là nó quay qua nó trách ngược lại anh đó. Biết trách... sao không? Dạ không. Tại vì gia đình nó ăn nhiều quá, quay qua trách mình, nên mày nấu ngon quá, ăn nhiều. Anh cảm ơn em đã hướng dẫn và chia sẻ cho anh cũng như cả quý vị khán giả về cái món heo quay kho xá xị này. Nó rất là ngon. Và bạn hãy tin rằng ai cũng có thể làm món này ngon giống như là bếp Nhi Nguyễn vậy đó. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Quang Thái và Nhi Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số sau của chương trình nha. Thank you.